Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Cái thời điểm hiện tại này ở Hà Nội, mùa thời tiết đang rất là ok. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, thỉnh thoảng có một chút mưa và sau đó lại nắng. Và nó phù hợp với tất cả các loại nước hoa, các mùi hương. Anh em có thể xịt thoải mái, không hề sợ là bị gây khó chịu. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em top 10 chai nước hoa. Trong cái quan điểm của mình, top 10 chai nước hoa sử dụng trong mùa thu là rất ok. Ở vị trí số 10, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, đây là một cái sản phẩm đã được rất nhiều người nhắc đến. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà không cho nó vào cái top 10 chai nước hoa dùng cho mùa thu thì cũng khá là đáng tiếc. Đấy là một sản phẩm của nhà Victor Roth Spice Bomb. Chai nước hoa này thì rất là nhiều người đã biết. Và cái tên của nó thôi thì cũng hình dung được cái style mùi, cái tông mùi của nó như thế nào. Một cái mùi hương gia vị cộng với thuốc lá, nhưng nó không hề là quá nặng nề, nó rất là nhẹ, vừa đủ đó. Thì trong cái thời tiết mát lạnh của mùa thu như thế này thì việc dùng chai nước hoa này là cực kỳ thích hợp. Và cộng thêm cái tính đa dụng của nó thì anh em chỉ cần một chai nước hoa này, các anh em có thể đi được đi chơi, đi làm, đi party, đi học đó, rất nhiều các cái dịp mà các anh em có thể sử dụng chai nước hoa này, chỉ cần một chai nước hoa này thôi. Và ngoài ra, nếu như anh em nào yêu thích một cái style mùi mà cũng giống như Spice Bomb nhưng mà lại có một cái vẻ gì đó gentleman hơn thì Prada Luna Rosa Extreme này cũng là một trong những cái mình hướng gợi ý cho các anh em, với cái style mùi gần có cái sự tương đồng với Spice Bomb nhưng nó theo cái phong cách của nhà Prada, cho nên là nó sẽ có một cái gì đấy nó gentleman hơn, nó hợp với áo sơ mi quần âu hơn đó. Đây là mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Ở vị trí số 9, đây là một chai nước hoa có cái mùi vani rất là ngọt ngào, nó như một chiếc bánh ở trong lò vừa mới nướng ra. Mình cũng đã nhắc đến nó rất là nhiều lần, Secluton Umbos Vanille. Một cái mùi hương vani không quá mạnh, vừa đủ, không ngọt đến mức độ ngấy mà rất là thơm, thu hút. Khi mà anh em xịt lên người thì mình nghĩ là chúng ta sẽ gây một cái cảm giác giống nếu như mà ai đó mà đang đói chẳng hạn, đúng không? Đến giờ ăn mà chưa được ăn mà ngửi cái mùi này thì chắc có lẽ là sẽ muốn ăn tươi nước sống chúng ta mất. Bởi vì cái mùi hương vani này của nó làm rất là tròn trịa, vừa đủ. Ngửi kể cả có lâu, 5-10 phút, nửa tiếng, một tiếng hay như thế nào đấy, nó không tạo ra cái cảm giác quá là ngấy, cái ngọt nó không ngấy. Đó, thì ở vị trí số 9 trong cái thời tiết lạnh nhưng hơi mát mát, chưa đến mức độ lạnh nhưng mát, thì Secluton Umbos Vanille là một sự lựa chọn rất là tốt cho các anh em. Ở vị trí số 8 là một sản phẩm của nhà Maison Francis Cajan, nó một cái tên rất khá là ngắn gọn. Có thể là mọi người đang liên tưởng nó sẽ có một cái style mùi giống với cái chai thế hệ tiếp theo của nó, đó là Oud Satin Mood, nhưng thực tế thì không phải. Sáng vừa có vẻ ngọt ngào đến khá là mạnh, đậm đà của chai Satin Mood này, thì Oud mùi của nó mặc dù là trầm nhưng kết hợp với hoa nhụy hoa nghệ tây, nó tạo nên một cái mùi hương trầm vừa phải, không quá mạnh nhưng không quá yếu, và rất là mềm mại, và nó gây ngạc nhiên rất là lớn cho mình. Và trong mùa thu này, đặc biệt là các anh em nào thích theo cái style classic đó, gentleman, thì MFK Oud là một trong những gợi ý dành cho mọi người. Ở vị số 7, đó là một sản phẩm của nhà Dior, nó có tên là Dior Homme Sport bản 2017. Khác với line Dior Homme Sport, các cái phiên bản đã ra mắt, nhà Dior sử dụng cam chanh tươi mát, thì đến bản 2017 này đã thử hoàn toàn, nó là một cái mùi fruity ngọt ngào và đậm, không đậm thế nhưng là ngọt ngào. Cái cảm giác của chai nước hoa này nó làm mình nhớ đến khi mà chúng ta có thể vào một siêu thị để mua đồ hoa quả, thì chúng ta có thể ngửi thấy cái mùi ngọt hoa quả tỏa ra từ nho, từ táo, từ cam, từ tất cả những cái hoa quả mà họ trưng bày trên kệ để chúng ta chọn mua, thì cái mùi hoa quả ngọt ngào đấy nó tỏa ra, thì cái cảm giác đấy nó giống như cái mùi hương Dior Homme Sport bản 2017 này. Thì mình nghĩ là với cái thời tiết đang rất là dễ chịu như thế này đó, anh em nào mà có một cái style phong cách năng động of sport power đấy, thì cũng nên thử sử dụng chai nước hoa này, mình nghĩ là nó sẽ rất là hợp với các anh em. Ở vị số 6, đấy là một sản phẩm của nhà Azzaro. Trước khi được nói về mùi hương chai nước hoa này thì mình phải nói thật với anh em là trong cái style, cái gu mình chơi nước hoa thì mình luôn luôn yêu thích
mình luôn luôn yêu thích tìm những chai nước hoa giá rẻ mùi thơm. Bởi vì nói một cách để cho mọi người dễ hiểu, giống như nhà văn J.K. Rowling khi mà bà ấy viết về chuyện Harry Potter, bà ấy cũng không có một sự nghiệp gì trong tay cả, không tiền, vừa ly dị chồng, và thậm chí là khi bà viết Harry Potter thì bà phải ngồi ở trong một cái quán cà phê. Thế nhưng bằng cái tài năng của bà ấy thì bà đã viết được một cái tác phẩm xuất sắc. Quay trở lại với nước hoa thì mình cũng luôn luôn nghĩ như thế, mình luôn luôn muốn tìm những J.K. Rowling trong nước hoa, họ có thể tạo nên những mùi hương khi mà có thể lúc đấy cái sản phẩm đấy nó không được nhiều người biết đến, thế nhưng cái mùi hương đấy nó cực kỳ xuất sắc. Và chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Azero Visit, một mùi hương super niche, gỗ mix cùng với nhang cộng thêm với long diên hương, nhưng tất cả ba nguyên liệu đấy nó không bị nguyên liệu nào đè lên nguyên liệu nào, tất cả nó lại hỗ trợ cho nhau để tạo được cái mùi hương gỗ nhưng không quá nồng, nhang nhưng không quá hắc, và long diên hương ngọt nhưng không quá là cảm giác thấy ngấy ngấy, mà tạo nên cái mùi hương cực kỳ là super niche. Anh em nào muốn thử mùi hương chai nước hoa này thì cứ mua, và mình chắc chắn là sẽ không cảm thấy bị tốn tiền cho chai nước hoa này. Ở vị trí 6, Azero Visit. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Hermès, nó có tên là L'Ambre de Marvelis. Mình không biết là mình có phát âm có đúng hay không. Cái chai nước mùi hương này là sự kết hợp giữa vani và hổ phách. Và phải nói thật là lần đầu tiên khi mình được ngửi, khi mà mình test mùi chai nước hoa này, mình đã ngay lập tức mình mua. Anh em cũng nên thử chai nước hoa này, mùi hương rất là độc đáo, rất là hay. Đảm bảo mình nghĩ là không rất là khó có những anh em mà chê mùi hương này, và đặc biệt là chị em khi mà ngửi mùi hương này mình nghĩ là sẽ có một cái phản ứng khá là tốt. Mình nghĩ là như thế bởi vì chai nước hoa thực tế là cũng dùng cho cả nữ mà. Ở vị số 4 là một sản phẩm của nhà Kenner Barcelona Airborne. Vani, mật ong và một cái vị giống như rượu rum. Mặc dù chai nước hoa này không hề dùng nốt rượu rum, thế nhưng khi mà mình xịt lên thì mình lại cảm thấy nó có một cái vị rượu rum mix cùng mật ong và vani tuyệt vời. Mình rất là khoái cái kiểu style mùi như thế này. Mật ong và vani thì nó không quá ngấy và nó mix cùng với cái vị của rượu rum, tạo nên cái mùi hương nồng nàn vừa đủ, và nó có thêm cái vị rượu nữa cho nên là nó không cảm thấy là ngấy, rất là thu hút. Anh em nếu mà có dịp thì mình hy vọng là anh em sẽ thử mùi hương chai nước hoa này Airborne của Kenner Barcelona. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm đến từ nhà Na Uy Gear, Nest by Gear. Chai nước hoa này lấy cảm hứng từ những cái vùng núi ở Na Uy, có mây, có rừng, có lá cây, có cây. Tất cả họ muốn gửi gắm vào cái tinh thần đó, vào cái mùi hương của chai nước hoa này. Do đó cái mùi hương chai nước hoa này nó rất là dễ chịu khi chúng ta ngửi, và mình cảm thấy là đến thời điểm này xịt vào mùa thu ở Việt Nam và mình khá là hợp. Mùi hương nhẹ nhàng vừa đủ và rất là thu hút, rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thì đây cũng là một trong những gợi ý mình muốn giới thiệu đến cho anh em, Gear Nest by Gear. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Pacroban Black Lixette, Lixette. Sexy, nồng nàn, thu hút. Một cái mùi dứa mình cảm giác là còn đẹp hơn cả so với Creed Aventus. Mặc dù không hề dùng nốt dứa, thế nhưng nốt mở đầu của nó tuyệt vời. Mùi dứa sau đó lắng đọng lại là một cái mùi hương rất là sexy. Đây là một cái chai nước hoa mình đã giới thiệu đến cho mấy lần, những cái lần đi ập mình mang chai nước hoa này và mình xịt thì mình cũng chưa thấy ai chê mùi hương của chai nước hoa này, cực kỳ là thu hút và quyến rũ. Do đó ở vị số 2 mình muốn giới thiệu cho các anh em Pacroban Black Essence Lixette. Đặc biệt nếu mà anh em nào sử dụng để đi chơi hoặc là đi bar, mình nghĩ là cũng thể sử dụng được. Party, đi cà phê, đi bar thì chai nước hoa này rất là ok, rất là điểm 10 cho chất lượng. Ok, cuối cùng ở vị trí số 1 là chai nước hoa nào? Đây là chai nước hoa mà luôn gắn bó với mình trong những cái lần mà đi ập nhẹ nhàng với mấy anh em. Mình luôn luôn mang theo chai nước hoa này và mọi người đều phải hỏi thông tin về nó. Chai nước hoa đó là gì? Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolute. Có thể mọi người, có một số anh em khá xa lạ với
chai nước hoa này, thế nhưng nó được đánh giá là có nét tương đồng với Guerlain Double Vanille, và đây là một lại là một chai nước hoa mùi niche chính hiệu. Vanille và oud mix cùng với nhau tuyệt đẹp. Anh em hãy, nếu mà có thể tìm được mua được chai này thì nên mua, bởi vì chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy không hối hận khi bỏ tiền ra mua chai nước hoa này. Và cái thứ hai đó là nếu mua được thì nên mua sớm, bởi vì là theo như mình được biết là chai này hiện đã dis, nó rất là khó mua. Và ở vị số 1 nhưng trong mùa thu, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolute. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho anh em top 10 chai nước hoa dành cho mùa thu 2019 này. Mình rất hy vọng có thể chia sẻ thêm một vài thông tin đó để cho các anh em nếu như có định mua một chai nước hoa dùng cho thời điểm này. Video của mình đến đây hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu anh em thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.